chiếc bay lượn trời, hơi ấm nên trôi xa vời. Những lúc lang thang chân trời, ai có nhớ? Những bóng cây xanh xuân trường, ghế đá quen thương ai chưa? Bóng nắng anh ngỡ bây giờ, ai nhớ ai? Khi đã quên thương ai chưa, bóng nắng ngất ngơ bây giờ, ai nhớ ai? Nghe hồng trường xưa, nhớ cơn mưa năm nào? Nhìn sông trường xưa, nhớ lúc bên nhau. Xong rồi thì ra đến đây chắc khoảng 2 giờ thì mời
cả họp mặt lớp, họp mặt lớp, thế rồi liên hoan giao lưu, thầy trò sẽ tâm sự, thế rồi thì có một số ý kiến, một số vấn đề chung của lớp nữa cần phải thống nhất. Thì chiều tối thì sẽ làm ở chỗ khách sạn Đồng Thanh, Đồng Thanh về quy mô thì nó cũng phải có chỗ tập trung được đông đủ, đủ một chút. Đấy thì đúng là như thế. Thế còn sáng ngày mai thì sẽ mời thầy và các bạn đi một cái làng nghề mà bây giờ trở thành doanh nghiệp, mà cái làng nghề này là nổi tiếng khắp thế giới, tức là làng nghề gốm Chu Đậu, người nhà gốm Thư bản nước mình, và có thể nói bây giờ thủ tướng thế rồi tổng bí thư mà đi tặng nguyên thủ quốc gia các nước thì đều tặng cái bình Phượng Hoàng, bây giờ gọi là đồ quốc bảo. Thế rồi với các cặp gia đình thì có cặp gốm Hoa Nam, tức là đàn tỳ bà và bình phú tỏi, để mang lại cái vượng khí trong nhà, thì nó rất là vừa tâm linh nhưng vừa văn hóa. Thì về nơi ấy thì cũng rất là đáng xem và cũng cổ suý cho quê hương của chúng tôi, trong đó quê hương bản Thư thì đấy, thì tinh thần là cái lịch như vậy. Thế và đặc biệt trong đợt này thì xin báo cáo với thầy và các bạn là em này có một cái nhóm lớp, một nhóm bạn tuy không đông nhưng ở trên cái lớp cũ của đại học sư phạm, nó chuyên đại học sư phạm. Thì dịp này các bạn ấy ở nước ngoài thì hầu hết với cái mùa này như vậy, thế thì cũng chỉ về được một ít thôi, thì họ sẽ đi thẳng từ Hà Nội về Chí Linh, về Chí Linh và ra hội quân với mình từ đấy, và chắc là sẽ hội đến tối nay thôi, để xong các bạn này về Hà Nội. À, cái số thì rất là ít so với số của lớp ta, thì hiện tại như thế. Thế thì có lẽ bây giờ vào đạt cả điểm rồi. Thì, ăn luôn cái đó. Thế thì xin trân trọng kính mời thầy và các bạn ta lên xe xong rồi đi, bởi vì cái nhóm trên kia cũng bắt đầu khởi hành từ lúc khoảng gần 8 giờ. Thì trân trọng kính mời thầy và các bạn uống nước. Sorry. Uống nước. Bỏ quánh. Nó ta lên được. Thế còn cũng phải nói thêm là cái chỗ ta đang ngồi đây là ủy ban tỉnh Hải Dương. Nhưng mà trong một thời điểm nữa thì chắc là cũng ủy ban đã không ở đây nữa. Bởi vì là cũng đang chuẩn bị quy hoạch một cái chỗ mới. Thế nhưng mà theo quy định chính phủ thì không thể xây công sở một cách đại quy mô và ồ ạt được. Nên là phải làm tầm thời gian mục. Thì vừa rồi mới xin chính phủ cho làm cái yeah.
của ông là gì? Bút xe là tí không? Anh đạt xấu hổ đó. Cái vườn bắt là lao qua, đạt hết tất cả sao lao xuống như là tiêu thân như thế. Cơ mà nhìn mặt từng cô một để xem có phải là hương không. Thấy phải hương qua hôm nay đến rất cao. Nói khẽ thôi. Đấy là toàn rất toàn đó. Không có gì không có lại bắt đi rồi. Xin chào ở đây chứ nhỉ? À, Thế còn giới thiệu thêm từng người thì có lẽ đợi lúc ăn trưa, đúng không? Thế còn bây giờ thì chúng ta đang ngồi đây là cái phòng ban quản lý phòng tạm thôi, ban quản lý Côn Sơn Kiếp Bạc. Đây là di tích quốc gia đặc biệt và nói không quá là một trong chúng quốc tự của đất nước. Thế và Kiếp Bạc thì còn thiêng liêng đến mức mà như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi là mỗi khi đất nước mà có họa dịch dã hoặc là xâm lăng thì các quan đầu triều phải về đấy cầu cung, và khi nào tiếng chuông nó kêu mà cái tiếng kêu như thế nào đấy thì cái trận đấy là ta sẽ thắng. Tức là trong những trang trong những tiến sĩ mạnh phó mặt quản lý di tích sẽ nói là rất là thiêng liêng, là cái nơi mà đây là nơi thờ Phật, còn Kiếp Bạc nơi thờ Thánh.
Thế với tham vọng là sáng nay đi hai nơi, cho nên là thực ra thì em cũng báo cáo trước là về Hải Dương thì đây cũng chỉ là một cái cách thức, một phương tiện để ta gặp gỡ thôi, nhưng mà cũng kết hợp cả thì đi được những chỗ này thì nó càng có nhiều ý nghĩa. Thế thì hôm nay thì vì ngày quá đẹp trong tháng, ngày đẹp nhất trong tháng này, cho nên là phải nói thật là ban quản lý hôm nay đang làm lễ cầu cúng cầu đảo ở trên một bàn thờ thiên, cho đại bộ phận là đang làm lễ trên đấy. Đấy, ngày có ngày rồi. Thế còn đồng chí tiến sĩ Mạnh, phó ban quản lý, tiến sĩ lịch sử sẽ hướng dẫn thầy và đoàn chúng ta đi thăm những nét cơ bản ở khu này. Thế có lẽ sau đây thì xin nhường lời cho tiến sĩ Mạnh. Vào ngày 20 tháng 8 âm lịch là một trong những hội mùa thu lớn nhất ở miền Bắc Việt Nam. Thì các cái nghi lễ trong lễ hội của mùa thu Kiếp Bạc và ban tổ chức lễ hội vừa tổ chức thì gồm có rất nhiều nghi lễ đặc sắc. Đấy là lễ khai hội tưởng niệm ngày mất của anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, lễ ban ấn và khai ấn đền Kiếp Bạc, liên hoan diễn sướng hầu thánh diễn ra từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 8. Đấy, và các cái hoạt động văn hóa như là đua thuyền, múa rối nước, nghi lễ cầu siêu và thả hoa đăng trên sông Đồng Đồng. Và báo cáo cô chú ở năm nay đặc biệt là ủy ban dân tỉnh Hải Dương như ban tổ chức lễ hội chọn một nghi lễ đó là lễ hội quân trên sông Đồng Đồng, rất là thú là trong bản cô chú thì cháu thấy cũng nhiều cô chú là đã về Côn Sơn vài lần rồi, và thì các cô chú cũng nắm được rồi. Như chú Cầu nói thì khu tích Côn Sơn Kiếp Bạc là một trong những cái trung tâm văn hóa du lịch tâm linh tiêu biểu của miền Bắc Việt Nam, trong đó là tiêu biểu của tỉnh Hải Dương. Thì khu tích Côn Sơn Kiếp Bạc nằm cách trung tâm của thành phố Hải Dương là 45 km về phía tây bắc. Đây là vùng đất nổi tiếng trong lịch sử, được hình thành từ thời Trần và nằm trên vùng đất là Chí Linh, có nghĩa là linh thiêng đến cùng cực. Thưa cô chú là ở nước ta thì có rất nhiều địa danh, nhưng mà địa danh Chí Linh là chỉ có hai địa danh thôi. Thứ nhất là cái căn cứ địa Chí Linh của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ở Thanh Hóa, thì hiện nay là địa danh này mất rồi, chỉ còn ghi trong sử sách thôi. Thế là địa danh này là qua thực địa thì là không còn. Và địa danh thứ hai là bây giờ là thành phố Chí Linh của tỉnh Hải Dương. Sở dĩ có tên gọi như vậy thì vùng đất Chí Linh này là cái long mạch của cái cánh cung ở phía bắc chạy dài từ dãy núi Yên Tử, Huyền Ninh đổ về Chí Linh, thì tạo thành bốn cái dãy núi rất là lớn mà thành phố Chí Linh nằm lọt trong bốn dãy núi đấy. Đó là núi Thanh Mai hay còn gọi là núi Phật Tích, nơi có chùa Thanh Mai thờ đệ nhị tổ của thiền phái Phật giáo Trúc Lâm là Pháp Loa Tôn Giả, là thế đất như hình một con quy, gọi là Quy Sơn. Và cái thế đất thứ hai là có chùa Côn Sơn đấy tọa ngự, đấy là cái thế đất hình con lân, cho nên là núi Côn Sơn còn gọi là núi Kỳ Lân, tức là ngọn núi là cao 231 m, dài 1,8 km, ở chính giữa đầu của núi Kỳ Lân là chùa Côn Sơn Thiên Tư Phúc Tự là tọa ngự. Thì chút nữa thì sẽ mời các cô chú lên tham quan. Và đấy là cái thế đất thứ hai. Thế đất thứ ba là hình con chim phượng, gồm có 72 dãy núi, ở trên có đỉnh thờ, đỉnh núi có đền thờ nhà giáo Chu Văn An, có đền thờ gọi là Phượng Sơn Linh Từ, và thì là dãy núi hình con chim phượng gọi là Phượng Sơn, và có đền thờ của Chu Văn An. Cái thế đất thứ tư của Chí Linh đấy là núi Chán Rồng, và trung tâm của núi Chán Rồng là đền Kiếp Bạc thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, và đây là đại bản doanh của quân dân nhà Trần trong 3 lần kháng chiến chống quân Nguyên Mông ở thế kỷ thứ 13. Như vậy là về hình thế núi thì toàn bộ thành phố Chí Linh nằm ngọt trong bốn ngọn núi, mang bốn con vật mà trong tâm thức thiêng liêng của người Việt, đấy là Long Ni Quy Phượng. Và trên mỗi một dãy núi là một cái huyệt mạch linh thiêng, thì các cụ xây một cái ngôi đền thờ một vị danh nhân nổi tiếng, đấy là đền Kiếp Bạc thờ danh nhân về quân sự đạt tầm cỡ thế giới, là một trong 10 tướng tài của thế giới, đó là cụ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Đấy, đền thờ Ức Trai và khu tích Côn Sơn là nơi gắn bó với Phật giáo và thiền phái Phật giáo Trúc Lâm, và thờ danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Đền Phượng Sơn Linh Từ thờ danh nhân Chu Văn An là Đại Việt Tiên Nho Vạn Thế Sư Biểu, là người thầy giáo mẫu mực của môn đời gắn với đạo Nho của Việt Nam. Và đền chùa Thanh Mai thì thờ đệ nhị tổ Pháp Loa Tôn Giả. Và đấy là về hình thế núi và các di tích. Còn về hình thế sông thì Chí Linh là nơi hội tụ của 6 dòng sông lớn của Đại Việt thời Trần, đó là sông Thương, sông Lục Lam, sông Cầu, sông Đuống, sông Kinh Thầy và sông Thái Bình. 6 dòng sông như 6 con rồng hội về trước đền Kiếp Bạc, tạo thành cái thế đất gọi là Lục Long Tranh Châu, tức là đền Kiếp Bạc như một viên ngọc, và 6 dòng sông trầu về. Đấy là toàn bộ địa thế của Chí Linh là dựa vào dãy núi Huyền Ninh Yên Tử và trông ra sông Đồng Đồng theo cái thế là Gối Sơn Đạo Thủy.
vì cái thế đất linh thiêng như vậy cho nên vùng đất này trong lịch sử là cái nơi có vai trò rất quan trọng đối với việc chấn giữ bảo vệ kinh đô Thăng Long từ phía đông. Tức là quân xâm lược của Trung Quốc trước đây là muốn vào Thăng Long xâm lược và bắt Bô Tô nhà Trần thì phải đi qua vùng đất Chí Linh, Quảng Tiếp thì mới vào được Thăng Long. Cho nên là từ bao đời nay các cụ đều chọn cái vùng đất này đóng đại bản doanh và là nơi bảo vệ kinh đô Thăng Long. Cho nên tại đây diễn ra rất là nhiều trận đánh ác liệt, gắn bó với quân dân của Đại Việt và đóng góp rất lớn trong cái lịch sử giữ nước của dân tộc ta. Và thế thì chính vì vậy nên là các anh tài của các thời đều hội tụ về vùng đất này để suy nghĩ việc đạo, việc đời và phép trị nước. Ở đây thì hôm nay các cô chú sẽ tham quan với khu di tích Côn Sơn. Toàn bộ khu vực này gồm có 13 di tích, trong đó trung tâm là chùa Côn Sơn và đền thờ Nguyễn Trãi ở mũi Nhạc Linh Từ. Thì tí đã trở lại điểm từng điểm tham quan. Cái điểm tham quan thứ hai là đền Kiếp Bạc gắn với đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Về tín ngưỡng tôn giáo thì đấy là trung tâm của đạo Lão của Việt Nam, còn bên này là đạo Phật của thiền phái Phật giáo Trúc Lâm. Rất là tiếc chúng ta không thời gian nếu không đi được đền thờ của Chu Văn An nữa, thì gắn với Đại Việt Tiên Nho nữa thì đủ cả là tam giáo đồng nguyên là Nho Phật đạo của Việt Nam đều hội tụ ở vùng đất Chí Linh. Và thì xin giới thiệu cô chú là khu tích Côn Sơn có diện tích ở vùng 1, tức là vùng đặc biệt quan trọng là 100 hecta thể hiện trên bản đồ này. Còn tổng diện tích quy hoạch theo phê duyệt của Thủ tướng Phủ thì khu tích Côn Sơn các bạn có tổng diện tích là 8.340 hecta được chia thành hai khu vực. Ở khu vực Côn Sơn thì báo cáo cô chú là được chia thành 4 khu vực, nằm ở phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Khu vực thứ nhất mà lúc chúng ta đi ngoài đường quốc lộ vào là khu vực đây, chúng ta đi đường quốc lộ vào đây, đường từ ngoài sân đỏ vào là khu vực hồ Côn Sơn và bãi Rễ. Toàn bộ khu vực này, toàn bộ khu vực phía ngoài này, khu vực hồ Côn Sơn và khu vực bãi Rễ. Khu vực thứ hai của di tích là khu vực chùa Côn Sơn và núi Côn Sơn, toàn bộ khu vực này thì chúng ta đi tham quan. Khu vực thứ ba là khu vực đền thờ Nguyễn Trãi và suối Côn Sơn, điểm này tí nữa chúng ta cũng đi tham quan. Và khu vực thứ tư là khu vực núi Mũ Nhạc và miếu Mũ Nhạc Linh Từ. Đây là khu vực thứ tư di tích, khu vực này là hôm nay chúng ta không tham quan được. Và đấy thì khu vực thứ nhất là hồ Côn Sơn. Đấy, các cô chú quan sát đây là một hồ nước có sức chứa 1,3 triệu mét khối nước trên năm, có diện tích là 0,7 km nước. Đây là minh đường của toàn bộ khu di tích Côn Sơn. Đấy, thưa cô chú là trong một cái cột đất đẹp của các cụ chọn ngày xưa bao giờ có 5 yếu tố, tức là tổ sơn phía sau của cái vùng cái di tích đấy tựa vào tổ sơn, tức là núi tổ là núi Kỳ Lân. Đấy, thứ trông ra là minh đường, minh đường là nơi tụ thủy, tức là có nước, thì là hồ Côn Sơn hình như con sơn. Và cái chùa Côn Sơn là Côn Sơn Thiên Tư Phúc Tự, hình chữ phúc như chữ phúc cả Côn Sơn. Và đấy là thứ hai, là thứ ba là Tả Thanh Long là phía bên tay trái, Hữu Mạnh Hổ bên phía tay phải và Tiền Án là phía trước. Như chúng ta ngồi ghế có hai tay ngang và tựa lên vào phía trước nhìn thấy các bạn thì là long yếu tố là tổ sơn, Tả Thanh Long, Hữu Mạnh Hổ, Minh Đường và Tiền Án. Thì đây chính là minh đường của khu di tích Côn Sơn. Và đấy, đây là tổ sơn của khu di tích Côn Sơn. Thế đây hàng năm thì diễn ra một hoạt động rất là quan trọng trong lễ hội mùa xuân Côn Sơn vào ngày 16 tháng Giêng là lễ rước nước của chùa Côn Sơn. Thì ban tổ chức lễ hội là tổ chức lễ rước từ chùa Côn Sơn ra giữa hồ Côn Sơn lấy nước, xong về làm lễ mộc dục cầu quốc thái dân an, một nghi lễ rất quan trọng. Và hồ Côn Sơn cùng với bãi Rễ là do tương truyền do quan đại tu bổ Trần Nguyên Đán là ông ngoại Nguyễn Trãi trồng, có diện tích là 20 hecta ở toàn bộ khu Rễ ở chân núi Côn Sơn. Nếu như núi Côn Sơn là rất là nhiều không thì ở dưới này toàn bộ rừng Rễ do Trần Nguyên Đán trồng. Và toàn bộ khu vực này là một cái điểm du lịch sinh thái rất là hấp dẫn, và trong tương lai thì sẽ được trong quy hoạch của Thủ tướng thì sẽ được cải tạo thành một khu du lịch sinh thái ở phía trước của di tích, rất là đẹp và hấp dẫn du khách. Và khu vực thứ hai là khu vực chùa Côn Sơn, thì ở trung tâm là chùa Côn Sơn, cách chỗ các cô chú đang ngồi chỉ có 50 mét thôi. Chùa Côn Sơn thì được xây dựng từ thời Trần năm 1329 do đệ nhất tổ Trần Nhân Tông hương công, và sau khi Trần Nhân Tông truyền cho tổ Pháp Hoa, tổ Pháp Hoa truyền cho cụ Huyền Quang tôn giả. Thì chùa Côn Sơn được xây dựng thời Trần là một trong trung tâm của thiền phái Phật giáo Trúc Lâm. Thì trong dân gian có câu là Côn Sơn yên tử Quỳnh Đông, nếu ai chưa đến thiền tâm chưa thành. Thì năm 1334 thì tổ Huyền Quang xây dựng Côn Sơn trở thành một trong những trung tâm của Phật giáo, các công trình kiến trúc tầng tầng lớp lớp theo lối cung đình, tức là phát triển từ trên đỉnh núi An Bạch Vân xuống hồ Côn Sơn, gồm các cái công trình hồ Côn Sơn, Tam Quan, Phật Điện, rồi là hậu tường, Tả Hành Lang, Hữu Hành Lang, các tòa tháp và trên đỉnh là An Bạch Vân, anh gồm rất nhiều công trình từ trên đỉnh núi xuống như hồ Côn Sơn. Đấy thì đến thời Lê chùa mở rộng có quy mô 83 gian, có tiểu phẩm liên hoan và có 385 pho tượng. Các công trình của chùa Côn Sơn đều lập ngói thanh lưu ly và hoàn lưu ly trông như hoàn ngọc biếc. Và qua đào khảo cổ học thì ban lý của sư bạc đã đào được gần 2.000 viên ngói trắng men hoa nâu thời Trần. Và tức là các cái công trình mà lập ngày xưa các cụ lập ngói rất là đẹp. Mà ngói trắng men hoa nâu thời Trần ở nước ta chỉ tìm thấy ở Hoàng Thành Thăng Long và Côn Sơn. Và
Thì trong các công trình mà phục dựng lại ở Côn Sơn thì ban lý Côn Sơn đều đi bị ban tỉnh cũng như là bộ văn hóa cho phép là phục chế lại những cái ngói mà mình đã đào được như khảo cổ học. Vừa rất tiếc là thợ hiện nay không làm được như các cụ hồi xưa. Khi mà đào lên đều bị cong vênh và cái công trình của chùa Sơn xưa rất là đẹp. Thế thì thời Nguyễn chùa Sơn nằm trong những cái di tích bị tập pháp là xâm hại, cho nên là các cái quy mô kiến trúc ngôi chùa nhỏ bé thì rất là nhiều. Năm 1962 khi mà xếp hạng quốc gia các di tích đợt 1 nước ta thì chùa Sơn được xếp hạng quốc gia, và đến năm 2010 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch và thực hiện cái quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ. Từ 2010 đến nay thì Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã phục hồi được các công trình kiến trúc của chùa Côn Sơn về cơ bản là đúng như văn bia đã ghi trong lịch sử. Chùa Côn Sơn đã được phục dựng các công trình từ Phật điện, tam quan, lồng chuông, gác trống, tiểu phẩm liên hoa, hậu đường, tổ đường, các tòa tháp và am bạch vân thì trông rất là lung linh, và một trong những trung tâm của thiền phái Phật giáo Trung Lâm. Thì chút nữa thì mời cô chú lên chúng ta tham quan cụ thể. Và trong đó một trong những công trình tiêu biểu của chùa Côn Sơn là tòa tiểu phẩm liên hoa được phục dựng năm 2016. Đây là một trong 4 tòa tiểu phẩm liên hoa hiện còn chùa Côn Sơn mà chính do tổ Huệ Quang xây dựng từ thời Trần, và rất là ý nghĩa đối với trung tâm Phật giáo thiền phái Trung Lâm. Thì thưa cô chú là sau khi tham quan chùa Côn Sơn thì chúng ta sẽ hành hương qua 700 bậc đá với chiều dài là 1,4 km lên trên đỉnh núi Côn Sơn. Có một cái di tích gọi là Am Bạch Vân hay còn gọi là bàn cờ tiên. Ở đây nó gắn bó cái truyền thuyết của địa phương liên quan đến các vị tiên trên trời đến cờ trên núi Côn Sơn. Đấy, thì vốn tên là Am Bạch Vân là một nơi mà cụ Pháp Lao Tôn Giả là giảng kinh cho Phật tử và nhân dân ở trên đó. Thế sau này thì các vị tiên trên trời đến cờ đây nhân dân có cái truyền thuyết là bàn cờ tiên. Thì ở đây có một cái kiến trúc vọng lưu đình để ngắm cảnh rất là đẹp. Ở trên bàn cờ tiên này chúng ta có thể quan sát cái toàn bộ vùng Đông Bắc của Chi Linh. Nếu mà chúng ta có thời gian đi hành hương thì chùa Côn Sơn lên trên bàn cờ tiên là một cái tuyến du lịch hành trình rất là hay, khám phá và trải nghiệm. Và thế thì chắc là hôm nay thì không có gì rồi, lễ hội mùa xuân cũng sắp đến gần, thì kính mời cô chú có điều kiện thì lễ hội mùa xuân tới này và tham gia lễ hội và chúng ta trải nghiệm chương trình đây. Và thì năm nay thì trong kế hoạch của lễ hội mùa xuân thì chúng cháu đang cải tạo lại công trình trên này rất là đẹp, và cũng đang đề nghị với chú cầu trưởng ban tổ chức lễ hội cho tổ chức cái giải cờ tướng của tỉnh Hải Dương ở trên bàn cờ tiên. Và năm nay là đầu tiên không chỉ trong dân Hải Dương đâu, lên trên chùa Côn Sơn thắp hương Phật, sau đó là sang đền thờ Nguyễn Trãi thắp hương của Nguyễn Trãi. Chúng ta kết thúc phần giới thiệu của mình đây, chúc các cô chú mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc ạ. Gió hát người thông dèo ngẩn ngơ nhớ bác người hôm mưa nào đây là quán xá của dân chỗ này. Cháu nó bảo ấy là phải có em bé để Côn Sơn đi nhớ mãi một miếng ngày xuân non phơi phới hương khô. Thăm đất Côn Sơn đi tháng năm gặp vài trăm năm 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 không trồng khó lắm, không trồng khó mà nó thì rất là kén đất. À. Này ông cầu thấy cây sa mu có phải cái họ này không? Sa mu không phải họ này. Nó tốt hơn à? Nó to đường kính của nó tới mấy cả. Này hát này hương trầm. Chú này lấy được hết cái này. Không gian lấy được lắm. Trong cái bát ngát hương trầm. Cho chị em đứng trước. Đọc bia mà lòng bác như tân quân. Ôi.
người cũ nay đâu rồi, cảnh xưa ơi. Mà nay Xuân Bình đứng cạnh hả? Đứng phải ôm tí hàng kia. Mời thầy đứng trước. Thầy ơi. Thầy đứng trước. 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 Thầy đứng Ôi thiệt đấy, vào đây, có người chụp, có người chụp. Đây, một cô lấy nước của nó lên. Tưởng như có tiếng ươm của gió này, bóng đi lá trời rộng dài. Bác hồi tưởng như ước là trời. Liên ơi, đứng xin đi Liên. Rồi. Cảm ơn thầy ạ. Đây cũng thầy đây. Thầy đâu? Bác họ tưởng nhớ phụ huynh trai kính nhòa ướt lệ mắt người dưng dưng nhớ nhớ trai. Bồ về ngồi dương mục kính đọc biên nhỉ. Nhớ miền trái anh hùng mưu lược nước mắt người lòng viết sách bình ngô ấy thu tròn vẹn cõi bờ bung gươm đi giết giặc tô thơ y nhân tình anh sao khuya lung linh tình giới danh tên truyền muôn thuở nước non gặp nhau sân chùa hoa đại thắm màu ý à. Sân chùa ý hoa đại thắm màu ý còn thơm cho đến đến muôn sau nồng nàn tự hào hai tiếng Việt Nam. Đào xuống 1m4, độ sâu 1m4 thì phát hiện ra 4 cái chân đảng xanh ấy, đảng xanh tròn kia và một cái trụ tròn giữa mà đá cuội anh xếp ấy. Thì đấy là tòa thầy Trần. Như vậy là xuống đến độ sâu 1m4 là mình phát hiện ra cái công trình này thầy Trần. Nó có huyền quang của xây dựng là gồm 4 cái trụ đá xanh và kể cả giữa. Thì đến thời Lê nó bị đỏ là vì trong phố khai quật đào rất là nhiều những cái vết cháy, cái cùng cháy. Dịch dịch ra một tí và cái khoảng cách của bốn cái chân cột là đều là đo là chuẩn 3m9 x 3m9 khoảng cách của 4m rồi.
gian. Và toàn bộ cái nền móng mình đào được cái ba gian. Đây là cái cây phẩm, gọi là nhà phẩm ba gian. Thì từ cái trụ này ra trụ này một gian, từ trụ kia ra trụ kia một gian. Thì ba gian giữa và hai cái trái. Từ đây sang đây là cái trái, và toàn bộ ở dưới là nó kè các cụ kè đá như này. Và kè đá như này thì đây là giống như vậy. Đấy. Nhưng mà có khi Mạnh nói về ý nghĩa của cái cửu phẩm liên hoa. Dạ vâng. Có cáo cô chú là cái tòa cửu phẩm liên hoa thì nó chỉ xuất hiện ở những trung tâm Phật giáo lớn. Mà ở nước ta thì trước đây trong Phật giáo kinh sách thì chỉ có ghi ở chùa Quỳnh Lâm, ở Côn Sơn, ở Bút Tháp, rồi là ở Động Ngộ Thanh Hà Hải Dương. Đấy, thì trải qua thời gian thì các cái công trình kiến trúc thì có chỗ thì mất, có chỗ thì còn. Thế đến hiện nay thì ở nước ta thì có chùa Bút Tháp Bắc Ninh còn cây cửu phẩm liên hoa, có niên đại là 1762. Đấy, và chùa Động Ngộ ở Hải Dương, ở Thanh Hà Hải Dương, niên đại là 1645. Và chùa Giám ở cũng ở Hải Dương, và ở Cẩm Giang Hải Dương thì có niên đại là 1723. Thì cơ bản là các cái tòa hiện nay còn là niên đại thế kỷ 17. Thì ở Côn Sơn thì bọn cháu trong văn bia có ghi là tổ Huyền Quang có xây dựng một tòa cửu phẩm liên hoa. Nhưng mà đến cái thời điểm thế kỷ 19 nó không còn, không biết là chỗ nào. Thì đây là cái vốn đây trước là nhà tổ. Không, ý chúng ta nói là cái tòa cửu phẩm liên hoa trong Phật giáo nó có ý nghĩa thế nào, nó là cái nơi thế nào. Vâng. Đấy thì là tòa cửu phẩm liên hoa, báo cáo cô chú là nó là nơi thường trụ của Đức Phật A Di Đà. Đấy, và hai vị trợ giả cho Đức Phật là cụ Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Và đây là cụ A Di Đà là giáo chủ của Tây Phương Cực Lạc. Đấy, tức là khi mà Phật giáo thì có 3.000 vị Phật cơ. Chúng ta thường Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là cụ sáng tạo ra Phật giáo. Và khi mà chúng ta mất đi và về cái cõi Niết Bàn thì lại do cụ A Di Đà hay cụ giáo chủ. Đấy, thì cái cây cửu phẩm liên hoa đấy, thì gồm có một cái tòa sen đấy, gồm có 9 tầng. Đấy, chia làm 3 phần, 3 tầng trên cùng gọi là thượng phẩm thượng sinh, 3 phần tầng giữa gọi là trung phẩm trung sinh, 3 tầng dưới là gọi là hạ phẩm hạ sinh. Đấy, thì mỗi một cái tầng thì gồm có 8 mặt. Mỗi một mặt có một bộ tượng gồm 3 pho, ở giữa là A Di Đà, hai bên là Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát. Ba cụ có chức năng là đưa những cái Phật tử, những cái người đấy mà tu tâm tích đức khi mà còn sống, khi mất đi mà có cái niềm tin là Phật giáo thì sẽ được Đức Phật đưa về cõi Tây Phương Cực Lạc thông qua cây phẩm viên. Đấy, thì người có công đức mà lớn, làm nhiều việc tốt thì được ở trên cây tầng ca, tầng 9 của cây phẩm. Còn sau đó là cứ từ từ xuống thấp. Nhưng mà từ tầng 1 đến tầng 9 là đều là những người có tâm có đức. Đấy, còn những người mà phạm tội ngũ nghịch thập ác thì bị đọa xuống đáy ở cây phẩm. Đấy, sẽ đợi là ngã quỷ đến bắt đi và sẽ đầy vào địa ngục. Hoặc là nếu mà đầu thai chuyển kiếp thì làm súc vật. Đấy, còn những người mà từ tầng 1 đến tầng 9 thì đầu thai chuyển kiếp sẽ làm người. Đấy, và cao nhất là Phật về với quả của Niết Bàn. Đấy, thì cái cây phẩm nó có ý nghĩa rất là lớn. Và khi chúng ta vào cây phẩm thì nhân dân là thường có một cái nghi lễ, đó là vừa đi vừa chắp tay đi 3 vòng theo chiều kim đồng hồ quanh cây cửu phẩm liên hoa. Thế còn có các nghi lễ thì chúng ta vào trong chúng ta đẩy cây cửu phẩm liên hoa. Đấy, vừa đi vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Báo cáo cô chú là Nam Mô A Di Đà Phật thì Nam Mô có nghĩa là quay mình. A Di Đà Phật, Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật quay mình về Đức Phật A Di Đà để làm gì? Đấy, để cầu Đức Phật A Di Đà có 10 cái quyền năng, trong đó có 2 quyền năng rất lớn là vô lượng thọ và vô lượng quang. Vô lượng thọ tức là ban cho chúng ta sức khỏe, vô lượng quang là ban cho chúng ta trí tuệ. Và thế đến với Phật giáo chúng ta tìm lại cái chân tâm của mình và cầu Đức Phật ban cho chúng ta sức khỏe và trí tuệ. Đấy, bạn thì đấy là cái chỗ này không cầu tiền nữa. Vâng, không chỗ cầu này tiền. Chỉ cầu được sức khỏe chí tài. Mời các cô chú vào cho kêu quả chúng ta hãy là làm lại rồi, nhưng còn nó ở sâu dưới 1m4 và nó như chúng cầu nói là đã là và không đã là lớp cát sàng cát sạch và lớp ni lông lại và đổ cát lên trên. Thế sau này chúng ta có một cái phương án là chúng ta sẽ là trưng bày cái ai dưới vẫn làm thế đúng không? Thế bây giờ mình đây là mình chỉ làm một đây là cái gì đó đấy buổi xem lại. Đây là người ta thường nhận như là thái ta thái đạo cho mình hiểu thôi, nhưng mà nó vẫn nằm thế, nên là tự động thế thôi. Xin mời các bạn vào trong quà của bà em chút. Thầy ơi, thầy em bắt đầu. Cô chú cái kia là thầy cái này quay rất chậm đấy nhá, quay bán thì không là bạn nhé, quay rất chậm, quay bây giờ video.
ta chia làm khoảng 3 bốn nhóm ạ, và mỗi nhóm khoảng 10 người. Thế thì coi thầy mình khác để tìm rồi. Lấy bao ra tay đây, tay đúng đấy. Quay theo chiều kim đồng hồ, cái này 3 màu ạ. Vừa đi vừa niệm Nam Mô Di Đà Phật. Chia thành từng nhóm. Mỗi người đặt tay vào và quay theo chiều kim đồng hồ đi rất chậm và đi vừa đi mười người đồng hồ thầm thôi. Thầm mấy đầu dòng quay. Đi vào đi vào đi. Mỗi người một cái. Đấy đúng rồi. Đi. Đấy bên trên chiều kim đồng hồ. Cao đây các chú lại đây là toàn bộ phòng liên hoan của Quốc Sơn. Có tám mặt. Cái cao 9.3 mét. Tổng trọng lượng cây kiểu phòng liên hoan là gần 9 tấn, một cây oli đúng chưa? Đúng rồi, bắt đầu chưa đủ đâu. Thầy có một người đấy, để xong rồi cùng vào để đừng để lại quá nhá. Mỗi một cái vòng quay của chúng ta là tương đương với này 3.542.400 đô thì trong cái của tâm thì một trong những cái khu nhanh nhất để được chữ quả chữ tâm. Đấy là niệm hồng danh của chúng ta, tức là Nam Mô Di Đà Phật. Thế nhưng mà trong các bắt đầu đi. Dạ vâng. Mời cô chú bắt đầu. Mời thầy và các bạn bắt đầu đi. Hai ba quay thầy quay quay à? Bắt đầu. Chúng quay quay, chúng quay quay. Bắt đầu đây. Vừa vừa thôi, chúng quay tít quá. Báo cáo cô chú là làm lại nhé, cái này làm lại thôi. Làm lại trên trung tu trên tạo. Trên tu là báo cáo cô chú là các cái cây cổ trắng hoa. Ba vòng thôi. Ba cây còn lại ở Đức Bình ở đây là một quay rồi. Vì ngày xưa là các cụ làm đặt trên một khối đá, trong đặt trên một khối đá không có xử lý, có chút kỹ thuật quay chữ tổng trọng lượng cây này gần 10 tấn, chỉ khoảng tầm 8 người quay là nhất đó. Trên cây thì khoảng là 210 bản khối được, còn gỗ vàng tâm sơn son thiết vàng. Đây là toàn bộ cái hoàn cảnh ở phía sau lưng của các vị Phật và cái thế giới đều vương là các cái bảo bối của mình. Chúng ta quay ba vòng là trừ lấy ba cái là tham sân si theo cái kinh sách của Phật giáo. Có một vòng quay là trừ được tham mà có quay là trừ sân, quay trừ si thì tình trạng là tâm. Bây giờ mình làm hiện đại dưới để bi nhưng mà vẫn phải đặt trên bây giờ là các cái kinh đó là xử lý cái còn dưới mới quay được các bạn. Mới được đây thì khó. Vâng. Báo cáo. Quay ở cái cây thọ là tìm được cây gỗ là cao khoảng 10 mét, đường kính 1 mét. Đấy, cái tầm của cây gỗ và tìm được 4 cây gỗ ở ngoài là cao hơn cây gỗ này đấy, phải làm nhà họ chia. Bốn trụ này là cao 10 mét chỉ. Thứ nhất là khi mà chưa là đã có đầy đủ khoảng cách trong này.
bác ở trên bác ơi, chú ở xe cháu. Thứ hiện tại ở Việt Nam, cái hàng thứ hai là tam tổ trung lâm ngồi giữa và cụ mặc áo ở vai phải là cụ Trần Nhân Tông và là con rể của Hưng đạo Đức Trần Đức Tuấn và đệ nhất tổ tiền phái Phật giáo Trung Lâm Thầy Trần, người chính là thống đất là xây dựng chùa Côn Sơn. Và sau khi là cụ là lãnh đạo nhân dân đại việt hai lần chiến thắng Lương Đô và Cố Tu, sau đó cụ truyền được tổ thứ hai là Phong Hoa, tức là ngồi bên tay trái của cụ, bên tay phải chúng ta. Tổ Phong Hoa rất là giỏi, một trong những nhân tài của Phật giáo Thầy Trần. Và cụ đã xây dựng cái phát triển lên cái đỉnh cao cực thịnh, lấy cái thần quyền của sau khi mất tổ hai cho tổ Hưng Quang, tổ Hưng Quang ở bên đây là tổng thể cái là tổ Hưng Quang trụ trì bên chùa Côn Sơn và mất tại Côn Sơn ngày 23 tháng Giêng năm 1334. Và ngày mất của tổ Hưng Quang là thành nguồn gốc của lễ hội Côn Sơn biết cái ba tổ có công lao rất lớn trong việc là thống nhất tam giáo đồng nguyên, tức là nho phật đạo, thống nhất cái hệ thống tư tưởng. Vì vậy cho nên là nhân dân Đại Việt mới đánh thắng được Nguyên Mông và quy tụ nhân dân đấy. Hàng thứ ba là ba tổ là các vị tăng thống tăng người Thời Trần giữ cái chức vụ như là chủ tịch giáo hội Phật giáo Việt Nam. Là rất tiếc là trong quá trình dịch chuyển chúng ta không mất tên của các cụ, không biết các cụ tên là gì, chỉ biết là các cụ là những người giữ chức sắc rất là to trong giáo hội Phật giáo và được thờ tổ chùa đường chùa Côn Sơn. Và thế còn tượng hàng thứ tư thì là cụ đội mũ tay chuồn, hồi giữa thì là cụ Trần Nguyên Đán, là ông ngoại của trại cụ Trần Nguyên Đán được giữ chức tư đồ phụ chính, là tương đương chủ tướng là vào Thời Trần. Thế khi về chí sĩ tại Côn Sơn năm 1385 thì có đem Nguyễn Trãi là cháu ngoại về sống tại Côn Sơn, và tại Côn Sơn thì có nuôi dạy Nguyễn Trãi trở thành sau này là một trong những nhân vật rất là tài năng của đất nước Việt Nam chúng ta. Và đây cụ Trần Nguyên Đán có công mở rộng cải tạo khu vực chùa Côn Sơn trở thành một trong những cái trung tâm tiêu biểu của đất Bắc, tiêu biểu của trời Nam. Thì là với công lao như vậy nên cụ sau khi mất thì cụ được thờ tại tổ đường của chùa Côn Sơn, được nhân dân và tăng ni Phật tử coi như vị tổ của chùa. Và đấy, và ngồi bên tay trái của cụ Trần Nguyên Đán là tượng Phật Bà Quan Âm Tọa Sơn đấy, và bên tay phải cụ là tượng Thánh Tổ Mai Chi Bản, tự là Huệ Pháp, hiệu là Pháp Nhận. Cụ Mai Chi Bản là tu tại chùa Côn Sơn là lâu nhất, từ năm 1600 đến năm 1653. Và trong quá trình tu cụ thì có 4 lần cụ đại trùng tu chùa Côn Sơn, và cụ chính là người dựng lại cây kiểu phẩm Liên Hoa Thời Lê và cái dấu vết khảo cổ học để chứng minh. Và cái cụ Mai Chi Bản là xây dựng chùa Côn Sơn là có quy mô 83 gian, có 385 pho tượng và dựng lại tòa kiểu phẩm Liên Hoa. Và đặc biệt cụ Mai Chi Bản còn có cái công là trừ sâu bọ, tức là cụ sang bên Thổ Phồn Trung Quốc học được cái phép trừ sâu, trừ hoàng trùng. Và đây có một cái bùa trừ sâu, nhân dân trước là muốn nhằm mà bị sâu bọ là đến đây lấy cái giấy gió xong là dán vào cái bùa xong là làm lễ xin cụ đây, xong về đặt vào đầu ruộng thì sâu bò lên mà chết. Có một cái bài kệ rất là hay về cái việc đấy. Và rất là tiếc là trong kháng chiến chống Mỹ thì chùa là bị đạn pháo hay là cháy mất cái bùa thì rất là tiếc.
Thế nhưng mà nhân dân địa phương ngoài cái quay cụ như bị tỏ ở chùa Quan Sơn còn gọi cụ bằng cái tên rất thân mật, gọi là cụ tỏ sông và có công rất lớn với nông nghiệp. Báo cáo với cô chú là hàng thứ năm là ảnh thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi. Cô chú biết ở cụ Nguyễn Trãi thì thân thế sự nghiệp thì gắn với lại cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Thế nhưng mà với chùa Quan Sơn thì cụ khi về hưu cụ được vua cử giữ cái chức là đề cử Quan Sơn Thiên Tự Quốc Tự. Đề cử là chức quan có từ thời Lý đến thời Trần không dùng, sang thời Lê lại trao Nguyễn Trãi. Trong lịch sử chỉ có hai người làm đề cử, trong đó là cụ Nguyễn Trãi. Một chức quan to trong triều kiêm quản một ngôi chùa lớn của đất nước thì gọi là đề cử. Và ngôi chùa Quan Sơn có khoảng tầm hơn 300 mẫu ruộng và Nguyễn Trãi làm đề cử Quan Sơn. Đấy, sửa sang cải tạo toàn bộ khu vực Quan Sơn rất là đẹp. Thế khi cụ mất thì nhân dân có lập tượng cụ thờ hai bên đầu hồi, một bên là thờ sau vụ án Lệ Chi Viên, thì toàn bộ những cái liên quan của Nguyễn Trãi là bị thất truyền hết mà không cho phép là dân lưu truyền. Nên các cụ bí mật là đắp hai pho tượng, tượng Nguyễn Thị Lộng thờ đầu hồi phía đông và cụ Nguyễn Trãi hồi phía tây, gọi là ông Bụt và bà Bụt. Không biết từ bao giờ nhưng mà đến năm 1945 thì vẫn còn hai pho tượng. Và năm 1947 khi mà Pháp đánh phá từ Bốt và lại cách đây 7 km vào khu vực này, các cụ nhà sư mang hai pho tượng ra phía sau giấu. Nên rất là tiếc thì đêm gặp trời mưa pho tượng lại làm đất, thế thì nó bị hỏng rã. Thế thì lúc đấy lộ ra hai cái giải hiểm tâm ở vai của hai pho tượng. Thế là báo cáo cô chú là khi mà làm tượng bao giờ phía sau lưng của vai các cụ cũng làm cái giải hiểm tâm, và tâm tức là tên của pho tượng ấy là gì, cộng với lại cái thất bảo tức là bảy đồ quý cụ hiểm vào cái vai. Chỉ khi nào sửa lại tượng chúng ta mới biết pho tượng là ai. Thế thì lúc đấy mới biết là tượng Nguyễn Trãi cũng bị nổ. Thế thì sau đấy thì sau đấy thì các nhà sư lấy ảnh của cụ là thờ và tỏ đường chùa Quan Sơn. Năm 2000 thì tỉnh Hải Dương đã xây dựng cho cụ Nguyễn Trãi ngôi đền riêng cách đây 200 m, thì người anh ta làm tượng để thờ. Thì đây là toàn bộ cái hệ thống tượng ở tổ đường chùa Quan Sơn. Toàn cao cô chú là thử quá hả? Và toàn bộ hệ thống tượng ở trên chùa cũng như tổ đường chùa Sơn đều là làm bằng gỗ mít sơn xoăn thép vàng niên đại thế kỷ thứ 17. Toàn bộ ở trên chùa là thế kỷ 17, còn ở tổ đường là thế kỷ thứ 19. Trong đó tượng thờ Tam Tổ Trúc Lâm với tượng thờ Trần Nguyên Đán được coi là một trong những pho tượng mẫu mực về lịch sử chùa. Bên tượng Trần Đán là đây. Lên trên dưới ngọc. Và mời vui. Cũng trông trước. Xong rồi, ngọc phân đến lần ạ. Ngay đầu của thành phố Hải Dương. Đây là ngay chỗ này. Gần cầu bên này. Sang Nam. 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 Báo cáo cô chú là công trình lầu Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát. Vâng. Công trình sẽ cố gắng là hoàn thiện mọi thứ 8 sang 5. Bằng gỗ hết à? Toàn bộ nhà là bằng gỗ, cao 2 tầng 8 mái. Đúng rồi. Và trong sẽ đặt tượng Đức Phật Bà Quan Âm ngồi tọa thiền trên đài sen bằng ngọc. Phải nhập từ nước ngoài về chứ sao mình có này. Và ta đang là mình mua ở cái vùng Quảng Nam ấy, giáp với Lào. Đó là giáp Lào. Đó là biết mua ở Quảng Nam. Vâng. Nói chung là cô đây dính ngọc ông thiền đây. Thiền đi. À chứ kìa hả? Đào vào rồi. Báo cáo các cô chú, đây là huyệt mạch của núi Quan Sơn. Và đây là núi Quan Sơn, gọi núi Kỳ Lân. Thì tiếng ngọc như là mắt của con Kỳ Lân. Và ở đây thì nước đổ đến đây. Nước đổ rất là trong. Huyệt quang tìm ra. Và muốn mà đấy. Muốn đấy. Muốn đấy. Đây ở cốc đây ạ. Đây là dưới ngọc. Cho nên là không bao giờ hết nước ạ. Nếu mà ai không uống thì rửa tay giúp miệng được. Vâng. Thế hả? Mời các vị xong nước có trong không? Cô chú uống đi ạ. Trong, 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 quá trong luôn. Hay là anh ngập rồi anh cho em đi. Không. Không hả? Không. Có cốc đây. Nhân dân là khi mà về tham quan núi Quan Sơn sau khi lễ Phật xong thì thường là đến giếng ngọc là uống một ngụm nước để cầu cho sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật. Và cái tín ngưỡng này có từ rất lâu đời. Cái này là huyệt mạch của núi Quan Sơn, cái hay là trên núi cao, trên núi cao đúng không? Bởi bây giờ trên đèn của Nguyễn Trãi là ngoài trong có khoan chán cũng lắm. Đây là mạch và cũng là mạch, long mạch đơn giản, long mạch trên núi cao và nước bao giờ cạn, lúc nào cũng như này, lúc nào đầy. Và cái tài
Con gái thì đi sinh em bé chứ con trai chỗ này là sẽ đặt một cái là chỗ quý mà lấy thêm ra ra nước này nước uống được đi cái này Ken nước này uống được nước tao ngại rồi Ken được nước sôi 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 gì chụp vào đâu múc ở giếng kia chưa được chưa được quay múc dưới này trong này có rồi thì có rồi mình lấy đây ra thôi thì nước này là nước chưa đun uống được mình lấy này là xin lên xin lên Dạ. Ừ, mấy con đang thấy uống đi. Kiên à. Được chưa? Đúng rồi. Sinh đôi là chết. Không đâu. Đây. Không đoàn này đều em cả chứ. Sắp tới đây là sẽ đặt một cái tượng Phật Ngọc mà ngọc quý liền khối. Cái này cũ đấy ạ. Cái thầy nhan này, thầy nhan cầu làm đấy ạ. Đây chính là bộ Cụ Huyền Quang. Tháp bộ. Cái này là mới. Mình nền móng vào một cái chân. Vâng. Đây các cụ làm bài bia cụ khác quá trình xây ở đằng sau. Khả năng cái này cũng là... Một số cái chỗ... Một số chỗ này, ví dụ như chỗ này... Nó không hoàn toàn như thế chân được. Thử trần từ năm 1400 bao nhiêu? Vâng. Nhưng mà cái cốt lõi bên trong, chứ còn bên ngoài tôn tạo qua... Vâng. Cái chỗ mà hở ra các ngày xưa cái bắt mạch rồi. Bây giờ chít lại chứ. Vâng, bắt mạch rồi. Ngày xưa cụ xếp đá vào với nhau. Xếp đá rồi. Vâng. Ông cụ đi an vạ cái vị trí của bà đấy. Cụ đây là nơi chọn tam chọn những vị trí. Đây là Trần Hưng Đạo, đây là nơi Trần Hưng Đạo. Cụ là 20 tuổi ở Đỗ Trạng Nguyên năm 1324. Đỗ Trạng Nguyên rồi. Cụ Huyền Quang. Giỏi Huyền Quang. Đẹp trai tài năng như thế mà. Đệ tam tổ. Tức là trong cụ đệ nhị là cụ Pháp Loa. Cụ Pháp Loa. Cụ đệ nhị là cụ Pháp Loa chùa Thanh Mai. Cho nên vua Trần Nhân Tông là cái số ông thử đấy. Thì ông cho là những người hay như thế này mà tại sao không mặc phí. Cây số đi Nhân Tông. Chúng ta đi thì khoảng mất ở cái thứ hai đấy. Cũng chẳng nguyên, hoàng Nhân Tông. Đẹp dài, tài giỏi như này đi tu. Đi từ Tầm này đang cướp thì nước em chưa được. Trời ơi, chồng. Chồng lớn rồi.
Suối Côn Sơn. Cái suối tàn tàn À đúng rồi, và này thì toàn bộ khu vực phía trên này còn rất là rộng, khu vực thanh rộng, bắt đầu dây ở trung tâm của thanh rộng. Ừ. Lèn nhà mới trái rồi là thạch bàn lớn. Mày ơi, anh như nhiều ạ. Dạ. Mày cái lèn nhà cũng mới trái chứ nào? Lèn nhà cũng mới trái thì cách đây là 150 mét, cứ đi thẳng đường này lên. Vâng. 150 mét cạnh thạch bàn. Trước là cùng mới trái làm nhà trên này. Đấy, vâng, làm nhà dạy học ở trên đấy. Dạ. Cây này là dạng như kiểu là cây bả cụ. Hộ hai là cây súng với cây bả. Giống bả nhỉ? Có phơi bên đây đâu? Và quả là như thế. Mà lá nó to và cứng hơn. Quả là như quả sung. Ừ, tao cua phải bảo. Không phải. Vùng này thì ít dân cư lũ. Cái lúc cụ dạy trên này là trên đại học rồi. Không phải thế là học sinh chắc phải cho ăn cái đấy. Thực ra ngày xưa các cụ dạy, các cụ chỉ dạy 5-7 học trò thôi. Không, cái lúc cụ về đây là cụ đã là quan triều đình về rồi, chỉ có dạng nào là cực kỳ mới đến đấy. Như cụ là chú Quân An nên dạy hút mấy người, trong đó hai ông tế tướng, ông Hành Thiện, Lê Quan với Phạm Sư Mạnh. Sơn là ông đây là có một tên nữa, tên gì? Cầu Thống Ngọc. Cầu Thống Ngọc ạ. Với lại có cái tên nhà dưới cầu đấy. Đây ạ, Thượng Gia Hạ Kiều. Thường ra là trên là nhà. Đấy, là vừa đi Lam Kiều về mà. À đấy ạ, vâng. Có cái câu như thế này. Nước mình hiện đây còn mấy cái. Ừ, nó gọi là Thường ra là Kiều của Lên Lợi. Đúng rồi, vâng. Cái kiến trúc này rất là cổ, cùng Trần Minh Đán cũng xây dựng. Đấy, nên thế kỷ 19 là Cao Quang Quát và là vẫn còn làm thơ ca ngợi cầu Thống Ngọc. Nên chắc là thời Pháp thì nó bị mất. Thì ngày xưa nó phục hồi lại cái cầu này. Tiếc quá, tiếc này không có nước. Nước thì đẹp lắm. Không, cái gì? Cô đi dần dần xuống đèn cũng biết cháy. Cảm ơn rồi. Bây giờ có cái gì đấy nó còn phải thiếu một tí. Viên mãn cả. Nó phải hút hút một tí. Vẫn còn một tí này. Quên mất hỏi. Bác khó tưởng nhớ ướp trai kính nhòa, ướp lẹ mắt người rưng rưng nhớ nguyên trai anh hùng nhớ ngủi lập ngủi. Nhớ nguyên trai anh hùng mưu lược suy nước mắt mười năm viết sách bình ngô tuổi thu tròn vẹn cõi bờ vung gươm đi viết giặc câu thơ nhân tình anh sao khuya lung linh tình giới muôn thuở nước non để rồi trên đất Côn Sơn Bắc hồn trái nhóm người đi đấy à. Hai tâm hồn gặp nhau sân chùa hoa đại thắm màu ý à. Sân chùa hoa đại thắm Thank you.
sau khi lễ ban tu đầu xong thì cô chú và các bọn tu sẽ cùng lên trại. Bây giờ mình lên cái này. Ở đây thùng nước chưa đi nắng. Không đổ lấy mũ không? Anh ngồi xe anh cầu gì? Cô lại đi xe của ông Chiêm đó. Ôi giời ơi. Quốc sử ký Việt Nam Trần Thị lịch đế vương kế thế chỉ hình tức mạc địa danh thiên trường tức mạc địa danh sơn hà dục phú trung linh kham kỳ. Đây thì chị em phụ nữ lên trên nha. Bây giờ các bạn này được con trẻ lên trên núi ra đi học lấy được con. Quá là quá. À quay hả? Có quay chứ. Đợi tí nữa các bạn. Hay quay man gì? Ở đây là phải cho chị nữa. Quý quý. Bác có một cái cảnh cảnh. Chưa? Đứng đây. Một nước đi, cùng mình. Thiên quá, anh thấy
thầy đứng giữa này thầy ơi. Mời thầy, mời thầy ơi. Nhất đường đây, 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 đây. Ai đãi lưu quang, hoàng thiên mi tích mệnh đi nam bằng nghề giáng trần đề nghề. Thánh chúa tiên trung vương có lệnh truyền ra, thánh ngông có lệnh truyền ra, nào là thủy bổ cùng là chữ sinh. Quy danh cái thế
phần sơn thanh vang.